Mình sẽ nói về cái nội dung. Mình có bốn cái nội dung chính sẽ nói về mấy bạn. Đầu tiên đó là giải phẫu và chức năng của khớp thái dương hàm. Mình cần biết là khớp thái dương hàm gồm có những cái cấu thành nào tạo nên ha. Sau đó thì các kỹ thuật chẩn đoán là nào dùng để khảo sát khớp thái dương hàm hiện nay. Tiếp theo nữa là giá trị chẩn đoán các kỹ thuật, thì cái này mình sẽ nói sơ thôi, còn cô Hiền sẽ phân tích thêm cho các bạn và hướng dẫn chi tiết một ca kỹ thuật chụp cộng tư khớp thái dương hàm trên máy MRI 1.5 Tesla của Siemens ha. Dựa vào cái phần mềm ra đề án, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái thao tác cơ bản. Thì đầu tiên đó là giải phẫu và chức năng khớp thái dương hàm. Thì các bạn thấy đây là khu vực của khớp thái dương hàm này. Thì đối với phần cơ thể và cũng như là sọ mặt, thì đây là đặc biệt là phần sọ mặt, thì đây là cái khớp, nếu mà là phần sọ mặt thì đây là khớp đồng duy nhất, còn nếu mà cơ thể thì đây là cái khớp đồng duy nhất mà không được bao bọc bởi xương trong. Thì cái xương trong đó là cái, ví dụ như là hai cái đầu khớp như là khớp gối hay là khớp cánh tay thì đều có cái xương viêng, nhưng mà khớp thái dương hàm thì là cái khớp duy nhất của cơ thể mà không được bao bọc bởi xương trong. Vì vậy mà nó dễ tổn thương, và giống như là có nhiều cái bệnh lý ở đây mà mình cần quan tâm. Tiếp theo nữa là vị trí của nó, thì khớp thái dương hàm thì nó nằm cạnh cái lỗ tai trong. Tí nữa cái hình ảnh tiếp theo sẽ cho mình thấy cái vị trí này rõ hơn. Về cái tư thế mà để khảo sát khớp thái dương hàm thì thường mình phải khảo sát nghiêng về tư thế nghiêng, và cái kỹ thuật mà sơ khai nhất có thể khảo sát được khớp thái dương hàm đó là kỹ thuật chụp X quang sọ nghiêng. Mình có thể khảo sát sơ khai nhất. Và đồng thời nữa là khoảng 12 tuổi thì khớp thái dương hàm mới chỉ hình thành các lôi khớp thôi, và đến năm tầm 20 tới 25 tuổi thì cái khớp thái dương hàm mới hoàn thiện cái hình bên này. Thì bạn sẽ thấy đầu tiên ở đây sẽ là có cái hổ hàm, là cái vùng này, thì chỗ này sẽ gọi là lôi khớp. Đây là nói chung là ổ cái này thì tùy theo từng trường phái nhé, có trường phái thì họ sẽ ghi là vị trí khác nhau, cái tên nó cũng khác nhau. Và mình theo chú thích sách này là sách của Atlas mà mình hay học, cái quyển màu to đó thì họ sẽ chú thích như thế này, nhưng mà tí nữa một hình tiếp theo thì nó sẽ tên này hơi khác một tí. Thì trong cái hình này thì đây là hổ hàm, mặc dù mà thấy chưa đúng lắm. Xong rồi chỗ này là củ khớp, chỗ này là cái đĩa khớp và cái mà sầm sả mà dưới này này, cái mà mình quan tâm nhất trong cái kỹ thuật mà để khảo sát là cái đĩa khớp này. Xong rồi là xương khớp nhỏ xí xí thôi và rất khó thấy. Số 5 nữa là bao hoạt dịch, cái phần trần trạng tiếp theo dưới chỗ cái đĩa khớp này là bao hoạt dịch, được chưa? Và có số 8 là cái phần này là có cái cổ hay gọi là cái mõm vô cầu. Thì qua hình này là cái hình mà theo nhiều cái sách người ta nói nhất là cái phần mà bạn thấy u ra trước đây này, người ta gọi là lôi khớp. Còn cái phần mà lõm như kiểu mà chị ép á, cái phần lôi này gọi là lôi, còn cái phần này gọi là lõm thì gọi là hõm khớp. Đây cái chỗ mà đang chỉ này gọi là hõm khớp. Và cái thứ ba mình cần quan tâm nữa là cái lôi cầu ở đây, cái phần này lôi cầu, và nằm giữa cái lôi khớp và cái lôi cầu thì này có một cái gọi là cái đĩa khớp. Nên cái này là khi mình hạ và ngắm thì nó sẽ thay đổi vị trí. Định nghĩa của khớp thái dương hàm là một cái khớp mà gồm có cái chòm của mõm lôi cầu xương hàm dưới nhé, nằm khi trong hổ hàm của xương thái dương. Và diện khớp sọ của khớp thái dương hàm thì gồm có là lôi khớp như mình vừa chỉ ở đây và hõm khớp ở thế này, là nó chỗ cái diện khớp của hổ hàm xương thái dương á, thì nó định nghĩa như vậy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ nói cho bằng, tiếp theo nữa là cái giải phẫu cái phân đĩa khớp. Đây đây là cái đĩa khớp khi nó bị trượt ra, khi nó mình hạ mình là đẩy ra trước, thì đĩa khớp nó sẽ có là hai cái gơ, một cái phần trung tâm, đây là phần gơ trước hay còn gọi là giải trước, đây gơ trước hay còn gọi là giải trước, đây là gơ sau. Thì bạn có thể nhìn nhất con, bạn có thể thấy được là giải trước hay gơ trước đó, thì nó dày từ 2 tới 3 mm, phần trung tâm là dạt nhất là khoảng 1 mm, và phần gơ sau nó dày hơn là 4 đến 5 mm. Cái chỗ này nó sẽ có cái cơ để neo cái đĩa khớp lại. Được chứ? Và cái đĩa khớp này đó là một cái mô sợi xung mà chịu lực nén và gắn chắc vào xương hàm dưới. Đây là mặt phẳng sagittal, còn trên mặt phẳng coronal thì các bạn có thể thấy được là lôi cầu, đĩa khớp, hổ hàm. Thì đây là mặt phẳng coronal.
tiếp theo nữa là khi mình há và ngậm miệng thì chỉ điều gì sẽ xảy ra? Thì khi mình há tối đa, thì đây là hình há tối đa. Thì cái phân mô sau sau này sẽ có những cái phân mô sau đĩa nó sẽ căng ra để mà nó xoay cái đĩa khớp tới trước nhé. Và cái vùng mỏng ở trung tâm thì nó sẽ tiếp khớp với lôi khớp ở đây, lôi câu và lôi khớp tiếp xúc, và cái đĩa trung tâm nó sẽ nằm ở giữa này. Khi mà tư thế nghỉ trở về lại bình thường á, thì cái đĩa khớp nó sẽ xoay ra trước để mà phù hợp, nó nằm giữa những cái nằm trong cái khoảng giếng khớp này. Thì khi mà mình khảo sát cái khớp thái dương hàm á, thì mình sẽ có những cái bệnh lý liên quan tới vấn đề là rối loạn triệu rối các triệu chứng về rối loạn khớp thái dương hàm. Thì cái này thì mình nguồn lấy từ cái chỗ cái Mayo Clinic, một cái bệnh viện lớn, một trường đại học lớn đó, thì người ta liệt kê những cái triệu chứng như thế này. Đầu tiên là đau nhức xương hàm, đau nhức trong và xung quanh tai, đau mặt, đau một đau ở một hoặc cả hai khớp thái dương hàm, khó nhai hoặc đau khi nhai, bị khóa khớp hay còn gọi là bị kẹt khớp, gây khó khăn khi mở hoặc đóng miệng, và rối loạn khớp thái dương hàm cũng có thể gây ra tiếng lách cách hoặc là cảm giác nghiến răng khi mở miệng hoặc nhai. Thì đây là cái hình mô tả những cái chuyển động bình thường. Tiếp theo nữa là cái chuyển động mà di lệch đĩa khớp nhưng mà nó có hồi phục. Và đây là khi mà đĩa không còn hồi phục, nó đẩy ra trước luôn thì là không hồi phục nữa. Thì cái này kỹ thuật chụp của mình thì để cho bác sĩ lâm sàng họ đánh giá được là cái vấn đề khi mình chụp xong thì cái bất thường về đĩa khớp đó, sự bất thường di chuyển đó nó có hồi phục được hay không, để mà tiên lượng trong vấn đề điều trị. Tiếp theo nữa thì các cơn đau mà gây đến rối loạn khớp thái dương hàm thì cũng có nhiều nguyên nhân, và cũng có những trường hợp người ta đề cập là nguyên nhân cũng không rõ ràng. Về các kỹ thuật khảo sát khớp thái dương hàm á, thì theo các bạn có bao nhiêu kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh có thể khảo sát được khớp thái dương hàm? Để bạn nhắn vào trong số phần tin nhắn ấy, có bao nhiêu kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh có thể khảo sát được khớp thái dương hàm? Mình gợi ý là có ít nhất 3 kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Nhắn vào đây nha. Ai mà ý tưởng tạo là coi như là bậc micro, bậc 3 nhưng mà không học nghe. À, liệt kê ra, liệt kê các kỹ thuật mà em biết ra, ví dụ như là trong việc thực dụng X-quang thì có X-quang gì, siêu âm có làm được hay không, CT có làm được hay không, em ra có làm được hay không, thì mình phải liệt cái kê ra là có bao nhiêu kỹ thuật. Bốn hả? Bốn là bốn cái chính thôi, nhưng mà thật sự ra thì là nếu mà kể ra thì phải trên bốn cái, vì là trên bốn cái. Nhưng mà mấy bạn biết các thứ mấy bạn còn nắm được không? Riêng cái X-quang thôi ở trong là đã có 3 cái rồi. Chưa nghĩ ra hả? Cho thêm 2 phút nữa. Không nó sẽ quay bực bất trả lời nè. Nguyệt độ trong Bắc. Em có đó nữa không? Dạ có ạ. Ừ, theo em thì em biết được bao nhiêu kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khảo sát khớp thái dương hàm? Thử trả lời rằng siêu âm Schuller thao nào. À, có thanh niên có search đúng nè, search Google đã đúng nè.
diễn thể của tao thì cô lao chi ti em trai trường thi phương thảo cũng trả lời ok nè. Rồi mấy bạn có tìm hiểu sơ sơ thì thấy trong đây cũng đúng khá nhiều tư thế ham chất là tư thế ham chất là khảo sát khảo có thể nhìn thấy được hợp thái dương hao nhưng mà để khảo sát được cái vị trí tương quan thì không có rõ bởi vì hắn bị chất tia quá nhiều rồi hết. Rồi đầu tiên là ba tư thế ít quan là có thể khảo sát được hợp thái dương hao nhá. Thì cái xu lơ cái thứ ba cái xu lơ là cái mình hay chụp mặc dù mình chụp để xem tế bào trùng nhá nhưng mà mình cũng có thể dùng cái này và tiêu tâm nó thay đổi một tí 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 đó để xem được hợp thái dương hàm nhá. Xong rồi là có hai tư thế chuyên dùng để chụp hợp thái dương hàm luôn. Tiếp theo nữa là tư thế chụp panorama hợp thái dương hàm đây trả hợp thái dương hàm ra. Ngoài ra thì có thêm một kỹ thuật nữa là kỹ thuật CT combing để chụp hợp thái dương hàm và cuối cùng là MRI. Thì đấy là bốn cái kỹ thuật mà mình có thể khảo sát hợp thái dương hàm hiện nay. Nhưng mà không, trên thực tế thì người ta còn có thể kết hợp thêm cả siêu âm hợp thái dương hàm và tiêm thuốc nội khớp vào trong hợp thái dương hàm để khảo sát thêm một số trường hợp bệnh lý cụ thể nữa. Rồi tới mình sẽ có vài câu hỏi để cho mấy bạn ôn tập lại kiến thức. Hồi xưa mình có dạy mấy bạn cái phần ít quan sát soán không nhưng mà mình nghĩ đây là mấy kiến thức cơ bản mấy bạn có thể tự ôn tập lại hết. Thì câu đầu tiên là có bao nhiêu kỹ thuật ít quang chụp xương hàm dưới, mình gợi ý là 6 cái, bạn có thể liệt kê được một trong 6 cái này không? Và tên này Bùi Thị Hoa, Dạ em nhận được cái nào? là có chụp X quang chụp đắng toàn cảnh Ừ, đúng. chụp tư thế hiệu Ừ, hiện ha, cũng thấy được. Hiện chưa? em suy nghĩ thêm tí nữa. Rồi, cảm ơn em. Nói được hai cái, để mấy bạn khác nói tiếp được. À, thêm bạn nữa. Trình Thị Thanh Hải. Ngoài hai tư thế bạn vừa nói đó là hiếp với răng toàn cảnh thì có kỹ thuật nào để khảo sát được xương hàm dưới không? Thanh Hải, Thanh Hải ngủ ra. Rồi, đây. Đây là đáp án sáu về kỹ thuật X quang có thể khảo sát được hợp thái dương hàm chưa. Đầu tiên tư thế sò thẳng AP hoặc PA chưa. Tư thế thứ hai nữa là tư thế cũng là sò nhưng mà sò thẳng nhưng mà chết một tí thấy chưa. Xong rồi là đấy là cái tư thế mà mình chết tia chết đầu đèn để mà đẩy xương đá lên hoặc xuống dưới để mà xem xương hàm dưới ha, tư thế hiệp và tư thế panorama ấy. Trong này có một cái từ là panorex thì định nghĩa của hắn đó là một cái phim loại lớn có kích cỡ bằng phim thông thường nhưng mà có thể là thể được hai hàm răng trên và giữa một số cấu trúc lân cận. Đây là định nghĩa cái panorex của hắn. Rồi tiếp theo kỹ thuật nào kỹ thuật X quang nào để khảo sát hợp thái dương hàm, cái hồi nhớ câu câu hỏi của mình đó là liên quan tới xương hàm dưới này, còn gì câu hỏi của mình là liên quan tới hợp thái dương hàm này. Thì kỹ thuật X quang nào để khảo sát hợp thái dương hàm thì cái này chắc là có câu trả lời đúng không, vừa trả lời xong đúng không. Rồi tiếp theo nữa là trong tư thế mà su lơ để khảo sát hợp thái dương hàm á thì cái tiếng tâm sẽ đi qua đâu. Tiếng tâm sẽ đi như thế nào, có bạn nào còn nhớ không? Lê Doãn Huy. Cụ là
Dạ thưa cô, đang bắt tắt hả? Nắng nữa ạ. Em nhớ. Em không nhớ à? Ê, dạ, rồi nghe mẹ bạn trả lời nè. Phạm Thị Ngọc Hà. Phạm Thị Ngọc Hà. À, cái gì là mẹ cái bà mơ à, không trả lời được, gọi không có, gọi 3 lần không có. Rồi, Phạm Thị Thanh Hằng. Dạ em đây ạ. Rồi, biểu tâm của cục su lơ là đâu? Em đang tìm mà em không nhớ nữa. Trời trời trời, mẹ như vậy gặn sao vô hết, lần sau dạy lại là phải. Gặn sao hết, một sao hy vọng mẹ vô đây. Không nhớ, học xong rồi không nhớ, không biết thực tập cả một quên chứ nữa. Trong khi đã nhận lên tiếng nhỏ mà báo cáo bản sơ lớp là chiều nay sẽ báo cáo về chuyên đề là khớp thả dưới hàm luôn mà không ra được, mình sẽ bị hỏi câu chi à, buồn quá. Dạ đi vào điểm gian mày và đi ra phía trước cung răng hàm trên ạ. Em đi vào điểm dáng mày chụp ở tư thế nghiêng rằng có được điểm dáng mày được. Xuống lơ là chụp ở tư thế nghiêng má. Em có đọc luôn tài liệu không? Xuống lơ là tư thế nghiêng má, đâu phải ở tư thế thẳng đâu mà có điểm dáng mày. Đây, thì đối với kỹ thuật chụp xuống lơ là kỹ thuật như kiểu sò nghiêng nữa. Nhưng mà cái góc mặt hơi gập xuống gì thì mình sẽ nói sao. Nhưng mà cái tiêu tâm của hắn là sẽ cao độ là chích về phía chân này, chích về phía chân 25 tới 30 độ này, đi vào một điểm phía trên 0,5 và tới trước 2 feet 2 inch so với lỗ tai trong này. Được chưa? Tia đi ra khớp thả dương hàm phía đối bên này. Trời ơi, khi mà nghiêng là phải để ý mấy cái chỗ lỗ tai trong lại chứ, ý nghĩa thiên có cái điểm nhắn mai không ạ? Rồi cũng như rất là dễ luôn, có bao nhiêu cái tư thế chụp khi mà khảo sát khớp thả dưới hàm hay chỉ như dùng phương pháp su lơ thì có bao nhiêu tư thế chụp cả ni lơ hoặc cả ni mà trả lời được nữa là hai sao. Trần Hầu Pháp. Pháp lần hai. Rồi Cái gì là chi? hỏi xong rồi mà hỏi cái chi là chi, có bao nhiêu cái tư thế chụp trong để mà khảo sát khớp thả dưới hàm bằng cái phương pháp là su lơ. Bằng phương pháp số lớn à? Này câu này dịch cho tiếng Việt cho rốt với câu hỏi nữa, bao nhiêu tư thế chụp dùng điện thoại sao này, cái hậu pháp how many. Một tư thế mình nằm nghiêng xu lơ. Hết chưa? Thì có thể đứng hoặc nằm ạ. Thấy chưa? Thấy câu trả lời chưa? Open mở hở miệng. Có nghĩa là mình muốn hỏi câu đi để có câu trả lời là khi mà mình chụp hợp thái dưới hàm là mình phải chụp hai bên. Đúng không? Sẽ có hai tư thế. Nhưng mà mỗi bên mình phải chụp hai tư thế là ngầm và hạ, đúng không? Sẽ có phải là bốn tư thế không? Rồi. Gắn sao là được chưa? Rồi, chứ vô phần ôn tập lý thuyết này, giới thiệu này. Chứ hết thoại rồi. Chứ là học thôi. Nha. Đấy là mình đang giới thiệu cho mấy bạn tư thế su lơ. Nha. Còn đấy là tư thế chỉnh quảng luôn. Tư thế dùng để mà khảo sát cái khớp thả dưới hàm có tên là khớp thả dưới hàm này. Còn từ ni asean lấy đồ nghĩa là nghiêng nhưng mà nghiêng hơi chết. Bởi vì nếu như mình chụp su lơ thông thường thì mình chỉ để bệnh nhân ở mặt nghiêng thôi. Đúng chưa? Bệnh nhân nằm sấp hoặc là ngồi cho mặt bệnh nhân là coi có một bên sao cho cái đường liên đồng tử này, trục cái đường liên đồng tử
Đấy chưa? Là cái trục đựng á, thì nó vuông góc là mặt phẳng phim, đấy chưa? Mặt phẳng mít xa ta là mặt phẳng của sọ não ấy, nó song song mặt phẳng phim. Đồng thời đường y o m l đường bờ giữa hốc mắt lỗ tai ngoài ấy, chưa, là song song với một cái cành của các xét. Đấy chưa? Và xong rồi khi cái tía của mình thì phải chích xuống, đi vào một điểm phía trên và phía trước của lỗ tai ngoài. Rồi mình nói đó là 0,5 inch với 3 inch à. Thì tính ra là 5cm với 1-1,3cm. Đấy chưa? Gần lỗ tai ngoài và đi ra phía đối diện. Có ai nhận gì à? Rồi, Lương Văn Tú có trả lời à? Rồi, còn đối với cái tư thế này á, thì có khác một sĩ là khi mình để bệnh nhân ở cái mặt nghiêng rồi á, thì mình sẽ nhích cái đầu, nhích cái phần chậm của họ lên một sĩ sao cho cái trục của mít xa cái tán này nè nó hợp với cái mặt phẳng phím là một góc là người đóng đồ, nghĩa là hơi hơi nhích cái đầu từ phía chậm về phía mũi một tí, đấy chưa, để có góc, để có một góc là 15 độ thay vì là song song thì chưa là có một góc 15 độ. Và cái phía lúc này thì không phải là 25 độ nữa mà là 15 độ thôi, và một cái vị trí mà trên lỗ tai ngoài mé sát cái lỗ tai ngoài, đồng trên lỗ tai ngoài 4 cm. Bởi vì khi mình chụp xú lỡ thì mình so với khớp thái dương hao, khớp thái dương hao nó sẽ nằm phía trước một tí chứ, cho nên là tiêm tâm để mình phía ra trước. Nhưng mà đối với khớp thái dương hao thì mình sẽ để trên chỗ lỗ tai ngoài 4 cm thôi, chứ và góc chích là 15 độ. Để làm cái hình mà mình thu thập được, đây là tư thế xú lỡ, thì bạn thấy đây là khớp thái dương hao và tư thế ngầm miệng, đây là tư thế hạ miệng, còn đây là đúng cái tư thế mà hơi chết một tỷ của khớp thái dương hao. Nhưng mà ngạc nhiên một cái là mình thực sự theo ý kiến khách quan của mình là mình thấy hắn cũng đẹp lắm, mình thấy hắn cũng đẹp lắm, hoặc là có thể là bệnh nhân quen. Nhưng mà ở đây thì dùng ngay cả các anh chị ở bệnh viện nó không mặc thì người ta họ dùng xú lỡ để khảo sát khớp thái dương hàm luôn. Để tiêu ung tâm thì nếu mà rút kinh nghiệm được thì mình có thể lại tiêu ung tâm thay vì trước độ tay ngoài mà 1,3-1cm thì mình có thể là phía trên, ngay trên độ tay ngoài luôn, để mà mình có cái tiêu ung tâm đúng ngay tại khớp thái dương hàm. Rồi tiếp theo nữa là một cái tư thế này là tư thế mà có thể là một lần mà xem được hai khớp thái dương hàm hai bên chưa, và nó tương tự như tư thế thao, nghĩa là tiêm tâm sẽ ở trên bắn xuống đi vào. Đối với thao thì mình sẽ đi, tiêm tâm sẽ đi vào top pragma, nhưng mà đối với cái tư thế asean này thì nó điểm cắt gốc mũi là 7,5 cm chưa, và đường là đường om không phải đường iom, nhớ cái đường mặt phẳng, và cái tia thì đi vào điểm trên gốc mũi 7,5 cm, góc mở là 35 độ. Thì mình sẽ có được á, là hình như thế này đây. Đây là ở tư thế ngầm miệng của bệnh nhân, dùng hình thao đúng không? Và ngoài đây là tư thế khi bệnh nhân hạ miệng. Thì người ta thấy rằng là khi bệnh nhân ngầm miệng thì xương đạn sẽ trông lên một phần của lôi câu. Và khi hạ miệng thì xương đạn nó sẽ, lôi câu nó sẽ nằm dưới và thấy rõ được cái ranh giới của khớp thái dương hàm khi hạ miệng. Tiếp theo nữa thì mình sẽ trình bày về cái kỹ thuật là Panoras hay là CT và CT Combine. Thì đầu tiên là cái hình Panoras là một kỹ thuật chụp panorama, chụp tăng toàn cảnh thôi, mà có thể là khảo sát khớp thái dương hàm. Và chủ yếu bạn thấy ở đây là gần như mình chỉ khảo sát được là xương đúng không? Còn mô mềm thì mình thì khảo sát được trên này. Mình cùng xem một cái video ấy. Điện có ra tiếng không đây? Thôi, đây sẽ có thanh niên việc sắp cho mẹ bạn. Đầu tiên là bật vô cái chế độ lý thì sẽ cho mình là chọn cái kỹ thuật chụp, thì mình sẽ chọn cái TMG này, kỹ thuật khớp thái dương hàm này, mình chọn ở đây. Bạn thì trang máy trang toàn cảnh chứ. Xong rồi là có cái option khớp thái dương hàm trên này. Khi chọn vô xong rồi thì sẽ cho mình chọn cái bề dày của cái xương hàm của mình, chọn hay nhỏ dày hay mập là sẽ cho mình chọn. Xong rồi mình phải chụp ở hai chế độ là chế độ ngầm miệng và chế độ hạ miệng.
Nếu như mà chụp răng toàn cảnh thì mình chỉ có một cái chế độ thôi, đó là ngậm miệng bình thường chụp. Nhưng mà đối với răng toàn cảnh mà để kỹ thuật chụp panorama mà để khảo sát được thái dương hàm thì phải luôn luôn chụp hai tư thế ngậm và hạ. Không có kim loại gì hết đấy. Đây là giải thích quy trình thực hiện kỹ thuật cho bệnh nhân được biết. Đây là khi máy xoay mà không có kia, xoay đi mô. Cái này là cái đánh giá thôi, là mỗi bệnh nhân là một cái nhé, bọc lại để cho bệnh nhân ngầm. Khi hô thì cái này thì có tác dụng là giữ cho mặt bệnh nhân đứng thẳng, để khi hạ miệng thì cái trục mặt phẳng nó sẽ không bị thay đổi quá nhiều mà mình chỉnh mặt phẳng cho đúng. Ok, cái mũi vào. Bên kia kỹ thuật chụp răng toàn cảnh thì mình sẽ cho một cái ngầm lên cái miệng á, cắn vô lên chỗ cái răng á. Còn đây thì sẽ kê mũi vào. Sẽ được chỉnh cái tia trung tâm. Nhưng mà lưu ý nha, tia laser này không có tốt cho mắt đâu, cho nên mỗi lần mà chỉnh tia trung tâm này sau đây mình đi làm mà lưu ý cho bệnh nhân là nhắm mắt lại ấy, vì tia trung tâm thì không tốt cho mắt. Đây là mặt phẳng thường quy của cái sọ mặt. Tôi sẽ chỉnh cho hai bên là áp sát vào mặt. Đừng có làm cho bệnh nhân chặt quá mà khó chịu. Mà đều không phải áp vô điều gì cho bệnh nhân. Lúc bệnh nhân hạ miệng thì cái trục của mặt phẳng giống như mít xa tán á, mà không bị di chuyển quá nhiều. Rồi sau đó thì đi vào phòng, vào phòng phát tía thôi. Rồi sau khi phát tía xong thì mình sẽ đi ra ngoài để mà cho bệnh nhân hạ miệng và chụp thêm một lần nữa. Để là quy trình thực hiện kỹ thuật chụp răng toàn cảnh cho khớp thái dương hàm. Thì trong đây mình sẽ đưa cái hình, cái hồi là các bạn thấy một cái hình mà được cắt gọt sạch sẽ đẹp đẽ, thấy khớp thái dương hàm rõ ràng rồi. Nhưng mà trong thực tế thì khi mình chụp cái kỹ thuật chụp panorama mà khảo sát khớp thái dương hàm thì nó sẽ gồm cả những cái cơ quan lân cận, ví dụ như là đây là cột sống cổ, thấy chưa? Và trên này thì vẫn có những cái hướng dẫn để mà đọc được cái phim khớp thái dương hàm mà liên quan tới răng toàn cảnh. Ví dụ trong đây là một trường hợp điển hình, thì là trong kỹ thuật chụp cái panorama hay cũng gọi là panoras này, thì mình có thể là thấy có ở bên chỗ cái lôi cô chụp khớp thái dương hàm bên phải nó có cái dấu hiệu màu chim. Đây bạn thấy cái đầu màu chim không? Đó, một đầu cái con chim đây, con chim hay còn gọi là cái đầu màu chim, thì lúc này nó là một cái dấu hiệu gợi ý về một cái chui xương hay là một cái thoái hóa khớp, để mình có thể là đưa đến một cái gợi ý cho bác sĩ lâm sàng một cái chỉ định kỹ thuật tiếp theo. Ngoài ra thì mình sẽ qua kỹ thuật chụp CT Combin. Thì CT Combin thì khớp thái dương hàm á, thì nó có ưu thế hơn so với cái panorama thôi, thì nó sẽ hạn chế một số cái hạn chế, ví dụ như là về độ phóng đại này, về sự biến dạng trong hình này, bởi vì nó rất tương lạc mà, và nó sẽ hạn chế cái mô tả sai sót. Mình có thể dựng theo trục mà mình mong muốn để mình lộ được tốt nhất, và mình đo khoảng cách, đo trục, đo góc này. Thì cái này sẽ là tương đạt rất mỏng và mình có thể dừng lại ở đó. Thời gian quẹt của một cái pano, cái CT Combin này là từ 10 tới 70 giây. Vậy độ phân giải không gian là những cái lạc này là chỉ 1 mm. Mặc dù là một cái CT nhưng mà cái liều tương đương của nó là chỉ tầm 4 tới 15 đâu cho một cái phím cần chọt á, nhưng cũng không có nhiều lắm. Đây là mình sẽ điều chỉnh các trục như mình mong muốn. Cái này thì thường được dùng rất nhiều trong vấn đề là chỉnh nha, hay là vấn đề là điều trị các bệnh liên quan tới khớp cắn. Ngoài ra thì còn có một cái kỹ thuật mà trong cái phòng gọi là dental X-ray, có nghĩa là chỉ dùng trong chỗ cái phòng chụp răng thôi ấy. Đó là mình sẽ dùng cái máy mà chụp răng.
chưa? Và cái phim thì đặt phía bên ngoài để mà chụp được khớp thái dương hàm. Với cái trường khảo sát là khá nhỏ. Tiếp theo nữa là vì về kỹ thuật thứ ba, kỹ thuật thứ tư là kỹ thuật MRI khớp thái dương hàm. Thì bạn có thể thấy đây là mình có các chuỗi sống thường chụp, đó là chuỗi sống PD, chuỗi sống T2 và chuỗi sống T1. Với cái mặt phẳng mà chủ yếu được khảo sát đó là mặt phẳng sagittal. Về giá trị chẩn đoán thì mình sẽ nói sơ qua thôi, còn tí nữa thì cô Hiền sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn, cũng như là thông qua ca bệnh thì các bạn sẽ nắm hơn về cái giá trị của các kỹ thuật nhé. Thì đầu tiên là vì thời cái thời gian chụp thì bạn biết là cái thời gian chụp nó sẽ tăng dần từ x-quang cổ điển, có thể là vừa thời gian chụp nó ngắn và chi phí thăm khám nó rẻ, qua cái CT con beam thì nó dài hơn, và cái mức chi trả thì cũng ở trung bình 300 ngàn. Còn đối với em trai thì mình chụp thời gian thông thường, một protocol thông thường tầm 25 tới 30 phút, và cái chi phí thăm khám là rất là cao, 3 triệu. Mình sẽ vô hướng dẫn cho mấy bạn đó là kỹ thuật chụp em trai khớp thái dương hàm hay hình xi men. Đây là hình của nhà làm đấy, xíu thêm cả đó, về mặt hình hơi xấu xí. Về tài liệu của phần này thì thực sự là khi mà bạn bấm từ khóa là GNG MRI thì nó ra rất là nhiều cái tài liệu. Và hiện tại trong cái bài hôm nay thì mình sẽ đề cập đến hai cái tài liệu, ba cái tài liệu chủ yếu. Một cái tài liệu của cái hiệp hội mà hiệp hội chi của quên mục tiêu cái tên rồi. Đây là cái hiệp hội đi ở ra mặt hay dùng, nhưng mà tự nhiên quên cái tên rồi. Ngoài ra thì cái cách hướng đặt mặt cắt thì mình có thể dùng thêm về trong web MRI Master và một cái tài liệu ở Đại học Y Dược Hà Nội nữa. Thì đầu tiên là mình sẽ nói sơ qua một tí trên hình cộng hưởng từ thì mình sẽ thấy được những cái gì. Thì đầu tiên ở thì ngầm miệng và thì hạ miệng thì mình sẽ có là đây là gờ trước, đây là gờ sau, đây là đĩa trung tâm, đây là cái vùng cơ chân bướm để mà đẩy cái lôi khâu về trước thì hạ miệng, đây là củ khớp và đây là hõm khớp, hay gọi là hổ thái dương. Khi hạ miệng thì nó có cái hình như kiểu là cái nơ, bạn phải có cái nơ không? Cái nơ là cái này là cái mình hay quan tâm, đồng thời mình phải quan tâm đến cái bơ của cái lôi câu này nữa ở trên các chuỗi sống khác nhau. Và có số 10 đó là lá dưới và lá trên, số 9 là những cái mô mới giúp cho đẩy cho cái địa khớp nó đi tới, di chuyển tới trước và lùi sau khi mình thực hiện cử động. Về cái chuẩn bị phương tiện dụng cụ thì đầu tiên mình sẽ có đó là hai cái coi, một cái coi là coi bề mặt đặt như thế này, cho bệnh nhân nằm vào và đặt hai coi hai bên, vị trí đặt là trung tâm của cái coi nằm ngay khớp thái dương hàm như hình này. Còn đây là coi chuyên dụng ở những cái bệnh viện mà răng hàm mặt á, thì người ta có cái coi chuyên dụng này luôn. Nhưng mà thực sự ra ở nhà mình thì cũng chỉ có cái coi sọ này thôi và không có coi chuyên dụng. Thì để mà có thể khắc phục được độ phân giải cấu trúc thì mình cần điều chỉnh một số thông số để cho cái trường khảo sát nó nhỏ nhất và cái khớp thái dương hàm nó được phóng đại mà vẫn đảm bảo tín hiệu để mà chẩn đoán. Ngoài ra nữa thì mình còn có một cái dụng cụ để mà đưa vào miệng bệnh nhân và mình phải xem là cái góc mở tối đa của miệng bệnh nhân là bao nhiêu, để khi mình chụp cái kỹ thuật chụp khớp thái dương hàm này thì mình sẽ chụp ở hai thi, là thi ngầm miệng và thi hạ miệng. Thì khi mà đo được góc này rồi á, thì tùy vào cân lâm sàng của trường hợp của cái bệnh nhân. Ví dụ như là khi mình thực hiện ở bệnh thực tế thì mình đã gặp một ca là bệnh nhân thay vì không phải là bệnh nhân hạ miệng ở thi là ngầm miệng và hạ miệng tối đa, mà bệnh nhân cũng phải chụp một cái thi trung gian hạ miệng 30 độ và một cái thi là hạ miệng tối đa nữa. Bởi vì là để khảo sát cái sự là trực địa khớp có phục hồi không thì cái này nó phụ thuộc vào cái protocol của lâm sàng. Và khi bạn cho bệnh nhân hạ miệng thì nếu mà không có gì ngầm vào miệng thì bệnh nhân sẽ không giữ được lâu, cho nên mình sẽ dùng một cái khăn mền cuộn lại, hoặc là ở Đại học Y Dược Hà Nội thì người ta khuyến là dùng một cái xi-răng tầm 20cc cuộn băng kéo vào. Và nếu như mà mình bỏ ở nóng ngoài cái răng thì góc mở nó sẽ ít, còn nếu như mình đưa sâu vào trong cái răng thì góc mở nó sẽ nhiều lên và bệnh nhân sẽ cắn tối đa trong quá trình chụp. Đối với cái tí trung tâm của cái coi bề mặt này thì mình sẽ bỏ trung tâm của cái coi
là ngay chỗ gốc mũi. Còn đối với cái cơi sọ này thì trung tâm sẽ nằm ở trung tâm cơi luôn ha, có cái bạch trên cái cơi sọ này, mình sẽ cho mình đặt cái sọ vào trung tâm cơi luôn. Rồi về các đặt mặt cắt thì đối với các em đang gặp phải chân ham mà cái chuỗi súng nó không quá phức tạp, đúng chưa? Và cái thao tác nó không nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất, cực kỳ quan trọng đây đó là cái đặt mặt cắt. Bởi vì nếu mặt cắt nó mà không đúng theo ở trục một cái thì cái viên sọ mà mình cần khảo sát là nó sẽ bị vạc. Vì vậy mà việc đặt mặt cắt nó chiếm tới 50-60% cái chất lượng hình ảnh, cái kỹ thuật hình ảnh có đạt yêu cầu hay không. Và trong này thì mình chỉ lưu ý các bạn đó là cái mặt phẳng ASEAN này nó có hai cái đường rất là quan trọng, giải phẫu rất là quan trọng. Đây là cái trục ngang của lôi cầu của xương hàm dưới, và đây là cái trục dọc, cái trục này nó sẽ quyết định tới mặt phẳng coronal và sagittal ở những cái slide tiếp theo. Đầu tiên trên định vị mặt cắt ASEAN á, thì đây thì chỗ vòng tròn là cái vùng mà mình cần khảo sát chứ, thì trên hai mặt phẳng còn lại mặt phẳng sagittal thì mình cần phải cái này bị ngược đấy. Trên mặt phẳng sagittal này bạn có thể thấy được là trên mặt phẳng sagittal thì nó sẽ song song với khe khớp. Đây có một khe khớp, nhớ cái khe khớp khi hôm mình có hướng dẫn ở đâu cái slide không? Đây, đây là cái vòm khớp, yeah, đây là cái khe khớp cắt qua như thế này, chưa? Yeah. Trên mặt phẳng sagittal, còn trên mặt phẳng coronal thì các cái trục của cái khớp. Có một số tài liệu người ta nói rằng là các cái trục của cái ngăn lên xương hàm dưới, nhưng mà mình đã thử các rồi thì mình thấy cũng đúng lắm. Bạn chỉ tương quan đến chỗ cái một cái mặt phẳng trung gian, một mặt phẳng tưởng tượng mà nó có thể là vuông góc với cái trục khe khớp tưởng tượng này thôi. Còn nếu các cái trục của xương ngăn lên xương hàm dưới thì mình thấy nó bị chất hơi bị nhiều. Tiếp theo nữa là mặt phẳng coronal oblique. Yeah, mặt phẳng ASEAN thì thường là gần giống như mặt phẳng ASEAN sống trên một sọ não, nhưng mà coronal và sagittal thì là phải là oblique theo trục của lôi cầu hết. Thì trên mặt phẳng của coronal oblique thì mình đầu tiên, trên mặt phẳng coronal thì mình phải bao phủ hết cái trường hợp bao phủ hết một hoặc hai khớp thái dương hàm, và thông thường để mà cái trường khảo sát nó nhỏ, nó phóng đại được cái khớp thái dương hàm lên, thì mình phải chụp cái coronal oblique của mỗi bên. Trong một chuỗi sung mình có hai cái group, và một group mình sẽ chụp mỗi bên thôi để cái trường nó nhỏ lại và nó phóng to cái khớp thái dương hàm lên, thấy chưa? Đây là một group đây. Và mình đi sẽ đối với trên mặt phẳng ASEAN thì sẽ song song với lôi cầu, và trên mặt phẳng coronal thì nó vuông góc với cái trục của cái khe khớp. Đối với mặt phẳng sagittal mình có đề cập đây, đây là mặt phẳng quan trọng nhất của em đa khớp thái dương hàm. Trường khảo sát thì mình sẽ lấy từ bờ sau của khớp thái dương hàm cho tới hết lỗ tai trong. Và trên mặt phẳng ASEAN thì sẽ vuông góc với trục lôi cầu, mặt phẳng coronal thì mình sẽ vuông góc với trục lôi cầu. Đây là các chuỗi sống đề nghị. Thật sự ra khi mình soạn cái bài này thì mình thấy là protocol này nó ai mở mất đi. Bật ngọc. Rồi, mình thấy là protocol nó rất là nó tùy thuộc rất nhiều vào cái trường phải đọc của bác sĩ, cho nên mình đưa ra một cái protocol mà hiện tại đây là một số chung và được dùng để chẩn đoán theo một số cái bác sĩ lâm sàng ra mặt của mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ có một cái chuỗi sống định vị bắt mặt phẳng, tiếp theo là một cái chuỗi sống ASEAN. Chuỗi sống ASEAN mình nhìn slide tiếp theo thì mình sẽ đi vào từ cụ thể hình ảnh của từng chuỗi sống để nhắc nhở bằng một số cái vấn đề trong này. Và mặt phẳng PD phát xạ coronal hai bên, như coronal đây coronal oblique, sagittal không phát xạ nha, và T1 không phát xạ. Đồng thời thì là bắt đầu tới một cặp PD phát xạ sagittal hai bên ngầm miệng và hạ miệng, bạn thấy không? Ngầm miệng và hạ miệng. Nhưng mà để muốn chụp hạ miệng thì mình phải làm lại một cái định vị có hạ miệng. Rồi mà đến một cặp là PD phát xạ
hạ miệng mỗi bên. Đồng thời thì số 9 số 10 là một cái cặp súng mà cầm trừ. Cái cặp súng này nó mất thời gian không nhiều, tầm mấy chục giây thôi, nhưng mà độ phương hạn không cao là chủ súng CD, chủ súng mà hạ vùng miệng đồng. Thì trong này á, nó có một số súng ở một số nơi người ta có thể không dùng đến, ví dụ như là mình không bôi vàng thì hạn không, có một số nơi người ta không dùng, dùng tế hạn ASEAN người ta có thể không dùng đến, người ta dùng cái lục của ASEAN này luôn để với độ phân giải cao hơn người ta xem luôn. Hoặc là tế một số cái ta có một số nơi á, là một số trường phái người ta không dùng đến, nhưng mà một số ngương phái á, trong trường hợp mà tế một số người ta không dùng đến thì người ta lại không dùng là PD phát sát mà người ta dùng PD thường, và tế hạn thì là phát sát. Cái này là khi mà đọc thì mỗi nơi nó hơi khác một tí, cho nên mấy bạn lưu ý hết. Về cái vấn đề bề dày lạc cắt thì cực kỳ quan trọng, bởi vì là cái khớp thái dương hàm nó khá là nhỏ, cho nên bề dày lạc cắt khuyến cáo nên là từ 2-3 mm thôi, không nên vượt quá 3 mm. Và cái trường khảo sát thông thường thì chỉ có cái T2 ASEAN này là khảo sát vừa đủ cái sò, còn những cái trường khảo sát xác cái tán của mỗi bên thì là rất là nhỏ, tập trung chủ yếu vào cái khớp thái dương hàm. Đấy là những thông số mình cần lưu ý cho mấy bạn. Đây là cái mặt phẳng localized, mặt phẳng định vị. Trên mặt phẳng này thì nó chụp rất nhanh, và đôi khi nếu trong trường hợp mình có cái coi bề mặt của khớp thái dương hàm thì cũng có điều gì xảy ra hết, vì trung tâm của cái coi chỉ là trung tâm khớp thái dương hàm rồi. Nhưng mà trong trường hợp mấy bạn chụp đối với khối xó thì cái khớp thái dương hàm này nó chưa được định vị, vì vậy khi mình chụp cái hình định vị này xong mình phải làm thêm một cái lần định vị nữa, đó là một phẩy mình phải làm thêm hình định vị một lần nữa để nó tập trung khu trụ vào khớp thái dương hàm được đúng. Nhưng đây là khớp thái dương hàm rất mơ, mình có thể dùng trên cái mặt phẳng ASEAN này để mặt phẳng cố năng để điều chỉnh những cái lặng, những cái súng tiếp theo được, mà phải tăng lại thêm một lần nữa, và mình kéo cái trường quẹt của cái lâu cô lại này vào đúng cái khớp thái dương hàm. Đôi khi thì mình có thể tăng lặng lên, nhưng mà lưu ý khi tăng lặng thì phải sử dụng số lẻ để có một lặng chỉnh giữa cái chỗ khớp thái dương hàm ha. ASEAN thì như mình nói ban đầu đó, có một số nơi thì người ta không dùng cái T2 ASEAN này để khảo sát, mà người ta sẽ dùng cả PD Coronan, dùng cái mặt phẳng Coronan và sát tán thôi. Nhưng mà thật sự ra thì có một số trước đại khác thì bảo rằng là cái T2 ASEAN này mình khảo sát con sò luôn để xem những cái vấn đề mà liên quan tới khớp thái dương hàm nó có nguồn gốc tại khớp thái dương hàm hay không, hay là tới những cái vùng khác trong sò, hay vùng phần mềm cổ này nó ảnh hưởng tới cái cơn đau của rối loạn khớp thái dương hàm. Thì các cái sò đây là những bạn thứ tư và định vị được khớp thái dương hàm. Thì bạn có thể là cái khớp thái dương hàm nó sẽ rõ nhất ở trên cái lạc này, và dùng lạc này để định vị cho các chuỗi súng tiếp theo. Tiếp theo là PD phát sát coronan, thì đây là hình của một cái chuỗi súng, nhưng mình tách ra cho bạn dễ hình dung. Thì đây là cái chỗ mà khớp thái dương hàm bạn thấy rõ nhất, nhưng mà hình dĩ nhiên chưa rõ lắm, hình trên nhìn rõ này. Rồi, lưu ý không nên chụp cái hình cố nán của khớp thái dương hàm bằng một cái lạc đi qua cái trục như thế này, vì bạn thấy trục này nó không có đúng, đúng không? Nếu như là bạn nhìn hình như thế này, bạn thấy cái diện lôi câu nó sẽ nằm khít với cái hổ hàm của sư tài dương, nhưng mà khi bạn cắt một cái kiểu vã như thế này thì bạn sẽ thấy là nó teo nhỏ lại, được chưa? Và bên này gần như mình thấy được cái khe khớp nó bị vã quá nhiều, thì đây là lưu ý không được cắt cái mặt phẳng cố na object như thế này, mà phải cắt qua tầng bên, nhưng cắt theo cái trục của lôi câu. Tiếp theo là sakitan oblique, thì bạn có thể là muốn ngắt một cái trục của lôi câu thì sẽ có cái hình đẹp như thế này, hình mà đi qua được ngăn lấy một xương hàm dưới nữa. Đây là cái hồi là bên này và chưa là bên trái, chưa hình như thế này. Đây là T2 sakitan. Tiếp theo là khi mà cái trục của xương hàm chính nó bị sai nhé. Trục màu vàng là trục của này, trục màu vàng là trục của cái đạc mà đã cắt rồi nhé. Bạn tên một sakitan thì bạn thấy là so với cái trục thực tế thì nó đang bị sai một góc tầm 15-30 độ, dẫn tới là cái chỗ này nó không lấy hết được ngăn lên xương hàm dưới. Thì đây là một cái lỗi sai tiếp theo. Thì một sakitan oblique bên cũng tương tự. Thì cái giá trị của chuỗi sống nó tỉ nữa cô Yên sẽ cung cấp thêm thông tin cho mấy bạn.
Đây là một cái hình mà đi qua, một cái hình mà đi qua một mặt phẳng Sagittan của ba chuỗi sông. Đây là T2 Sagittan, đây là T1 Sagittan và đây là PD phát sát. Đây thiếu gì? PD phát sát Sagittan. Nha, PD phát sát Sagittan. Thì thấy được cái tín hiệu thay đổi như thế nào? Rồi, trong trường hợp mà bệnh nhân chụp ở tư sau khi chụp cái các chuỗi sông ngầm miệng thì mình sẽ qua cái tư thế hạ miệng. Thực tế thì tư thế hạ miệng hơi khó để định vị và thường mình phải định vị hai lần, bởi vì khi mình định vị lần đầu tiên thì bệnh nhân hạ miệng thì cái xu thế của lôi cầu nó sẽ đẩy tới trước và cái ngăn lấy của lôi cầu gần như là mình cũng có thông tin, cho nên là khi mình định vị một lần xong, cái này định vị tầm khoảng có 20 tới 30 giây thôi, thì mình phải dựa vào cái thực tế hiện tại thì mình sẽ định vị thêm một lần nữa để mà focus chính xác vào cái khớp thái dương hàm. Đây là kiểu những ở tư thế hạ miệng, cái lôi cầu nó sẽ đẩy để tới trước và cái nơ nó dần xuất hiện, chứ cái gờ trước và gờ sau dần xuất hiện rõ hơn. Có một số bệnh nhân là đẩy tới trước, cái địa khớp bị trật tới trước nhưng mà không thể đưa cái địa khớp trở về lại vị trí ban đầu được, thì gây ra hiện tượng kẹp khớp cũng như là hạ miệng luôn mà không thể ngầm lại được. Rồi đây là chuỗi sống sine, nên mình cho mấy bạn xem một tí về chuỗi sống sine này ha. Đây là hình định vị này, hình định vị phải lúc nào cũng đẹp. Trong trường hợp này thì mình bạn thấy được khớp thái dương hàm hai bên, nhưng mà cô đơn án thì là không đi vào được cái chỗ tiếp khớp giữa lôi cầu và khai khớp hòm khớp được rõ. Thế ra sẽ bạn hưởng vậy, cái lãng mới đi qua lôi cầu nó bị hụt rồi, nằm giữa rồi. Đây là cái trường phái ASEAN, trường phái của một số nơi thì người ta đây cái lạc mà có cái lôi cầu đẹp nhất và lựa chọn lạc có lôi cầu đẹp nhất để mà cài đặt cho những cái súng tiếp theo nhé, vuông góc với trục của lôi cầu để đặt cái Sagittan. Và đây là hình định vị Sagittan. Có một số trường phái tiếp theo nữa là ngoài chụp cái localized ba mặt phẳng này luôn thì người ta sẽ định vị trên từng mặt phẳng thêm một lần nữa để mà có độ chính xác tuyệt đối, để mà cái súng mà mình thu những hình chỉnh nó sẽ là nhỏ và có độ phân giải cao nhất. Thì còn một trường phái khác là mình sẽ làm luôn cô lại giờ hai lần thôi, lần đầu tiên và lần hai cụ trụ vào khớp thái dương hàm để có cái hình đẹp hơn. Thì cần đi là tùy vào trường phái mà đưa hình vào cho bạn để bạn biết là mỗi nơi thì nó sẽ khác như vậy. Thì các bạn thấy được là hát localize này thì nó rất là nhanh, tầm khoảng 20 giây thôi, 20 tới 30 giây thôi, và cung cấp những thông tin ban đầu để mình có thể là biết được cái khớp thái dương hàm đang ở vị trí nào. Đây là định vị lần hai khi bệnh nhân hạ miệng. Rất khó để mà tìm được khớp thái dương hàm nếu như mình không định vị lại một lần nữa nhé. Đây, vặn tan luôn. Đây là chuỗi sống sine. Sine movie. Bỏ chị đừng đi hơi nhanh. Chị đừng đi tất cả hai luôn. Kỹ thuật chụp cái sine này á, đó là mình sẽ cắt qua một lát, dùng một lát thôi, cắt qua được cái Sagittan này, chụp trong vòng 20 thì 30 giây bệnh nhân sẽ hạ ngầm tối đa và lâm sàng sẽ xem là những cái góc hạ miệng khác nhau thì sẽ có cái giải phẫu như thế nào. Nhưng mà bạn có thể thấy được là cái độ phân giải của cái sine này, vì nó chụp rất là nhanh cho nên độ phân giải nó rất là thấp. Thật sự mình cũng có thính cho bạn là cái hình sine này là mình đã chỉnh thời gian rồi, từ xuống gốc của 20 giây thôi mình đã phải tăng độ phân giải lên, dạng tăng ma trần lên, và một chuỗi sống này mình phải chụp tới gần một phút thì mình có cái hình, là bạn có thể thấy được cái sự mất đứng của lôi cầu cũng như là cái đĩa cái nớ thì không có thấy, nhưng mà mình còn chúng là còn thấy sơ sơ, chứ nếu xuống gốc là còn mơ tẹt hơn nữa. Thì cái này nó có một cái link dẫn đến cái một xíu thôi là sẽ xong, là dẫn tới cái MRI của hướng dẫn cái cách mà điều chỉnh để làm cho cái súng sine là tốt hơn. Nếu bạn nào mà thích học MRI thì có thể follow vào cái kênh này. Đây là một trainer của Siemens. Hướng dẫn về MRI.
chúng nó rất là dễ hiểu, nhưng mà chữ thì có tiếng được vì đây, đây là hình mà mình phải dùng một cái nó phải tự làm cái tự chế lại, chúng hay guys đưa rửa ám bắt nguyện cái đừng ngay để bỏ tới cái đoàn tự gì mình làm vì khắc phục cái vấn đề của chú sống sinh đó. Thì sẽ dùng tế, dùng PD sang cái tăng thôi, không dùng phát sạc nhá. Cắt mục, cắt tân lạc qua đây. Đó sẽ điều chỉnh thông số, này bạn xem để biết được cách cài đặt chú sống như thế nào luôn. Nhá, đây là PD sang cái tăng, không phát sạc. Chỉnh vào trục của lôi câu. Mình sẽ làm liên tục một lần là một lát thôi, nhưng mà một lần mình sẽ làm như vậy là từ 5 tới 6 series. Và cho nó chạy liên tục theo sự di chuyển của bệnh nhân hạ ngầm miệng. Sau đó gom cái sợ súng này vào chủ súng sine, vào cái kỹ thuật chụp liên tục sine, thì nó sẽ ra cái đại sine như kỳ súng sine súng bắn mới chống khí hồi vậy. Thì đây là cách để mà lách luật từ tạo ra một chuỗi súng sine với độ phân giải siêu cao. Và hạ ngầm đây là phải hạ tối đa nha, hạ từng mức độ, hạ từng góc khác nhau và hạ tối đa thì mới khảo sát được cái biến độ về cái vị trí cơ đổi loan mấy cái đổi quan cấp cảnh. Dạ rồi, chưa bỏ bộ sine này. Vô biên. Chọn select series. Và chọn study. Lưu cái bọn đi lại thành một series. Mở lại. Chắc là chúng ta có một chuỗi và cái chuỗi chế độ này để mỗi lần mình cần cài đặt cái sine của mình tốc độ nhanh hay chậm. Wow. Đẹp không? Super đẹp. PD thôi. Rồi, đó là phần cuối mình giới thiệu cho mấy bạn về cái sine. Còn chưa thì tiếp theo cô Hiền sẽ nói thêm cho mấy bạn một số thông tin, trao đổi thêm cho mấy bạn một số thông tin về cập phải nhân hàm nha. Thì chào các bạn, thì các bạn đã nghe cô Vân trình bày về các cái kỹ thuật chụp khớp thái dương hàm, thì cô cũng đã có nói qua về giải phẫu và nói sơ lược về giá trị của các chuỗi súng. Thì bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn một chút về phần giải phẫu, bởi vì khi các bạn nắm được giải phẫu thì các bạn mới biết được là cái chi tiết giải phẫu này thì mình nên dùng kỹ thuật nào, hoặc là trên chuỗi súng này thì mình sẽ đánh giá được cái gì, thì tùy thuộc vào các việc các bạn nắm được giải phẫu bao nhiêu thì lúc nữa xác định cái tổn thương nó mới chính xác được. Thì lúc này cô vẫn có trình bày cái hình giải phẫu này thì có đánh dấu vị trí, một là hố hàm mà hai là cụ khớp, thì thực ra đấy là đánh dấu vị ngược, hai là một ở đấy là cụ khớp, còn hai ở đây là hố hàm. Thì khớp thái dương hàm thì nhìn vô hình đấy là các bạn có thể thấy được là nó đã bao gồm những chi tiết giải phẫu nào. Thì đầu tiên thì cái phần cứng tức là phần xương thì các bạn có thể thấy là bao gồm có xương hàm dưới. Thì phần xương hàm dưới tiếp tham gia vào khớp thái dương hàm, ở đây sẽ là lôi câu của xương hàm dưới. Thứ hai là phần xương thứ hai đó là xương thái dương, thì phần tham gia vào khớp thái dương hàm của xương thái dương đó là cụ khớp và hố hàm dưới. Thì hố hàm dưới ở trang tức là ở tư thế ngầm miệng thì cái lôi câu của xương hàm dưới sẽ nằm gần như là hoàn toàn ở trong hố hàm của xương thái dương.
Và khi mà các bạn có các cái cử động hạ miệng thì lôi câu của xương hàm dưới sẽ tinh tiến ra trước, và như vậy là nó sẽ tiếp hợp với củ khớp của xương thái dương. Thì các bạn ví dụ như bây giờ nhìn vào cái hình này mà không thấy được là địa khớp và là có cái cơ quan giải phẫu nào khác giữa hai khớp, thì các bạn có thấy ở đây có sự hơi vô lý không? Tức là khớp, tức là hai cái phần tiếp giáp, ví dụ như ở đây ở lôi câu và hũ hàm dưới của xương thái dương, thì một cái là lôi, một cái là lõm, như vậy thì nó mới giống như mới ăn rơ với nhau, như là ổ khóa và chìa khóa vậy. Còn trong cái trường hợp khi mà hạ miệng lôi câu đẩy ra trước, thì các bạn đã thấy là lôi câu cũng vòm lên và củ khớp cũng vòm, thì như vậy là nó sẽ không phù hợp trong các cái trường hợp chìa khóa ổ khóa, đúng không? Thì để bù đắp cho cái việc có cái chi tiết giải phẫu này, thì khớp thái dương hàm có một cái đặc biệt, đó là địa khớp. Thì địa khớp của khớp thái dương hàm, đây hình này các bạn có thể thấy rõ hơn. Thì địa khớp của khớp thái dương hàm thì các bạn có thể thấy nó giống trông giống như một cái nơ đó, nhìn giống hệt như một cái nơ, nhìn giống hệt một cái nơ. Các bạn có thể thấy hai phần hai đầu và ở trung tâm ở giữa là mỏng hơn. Ở đây là nó lõm lên trên và nó lõm xuống dưới. Như vậy là khớp thái dương hàm khi phân tích ra thì nó sẽ là một cái khớp phức hợp, tức là phức hợp trên là nó sẽ giữa xương thái dương và địa khớp, phức hợp dưới là nó sẽ giữa lôi câu và địa khớp. Như vậy là khi lôi câu trượt lên, trượt về vị trí ở hũ hàm hay là trượt lên vị trí ở củ khớp, thì nó đều tức là nó đều tiếp khớp với nhau một cách chính xác, thì không là nó sẽ trượt qua hoặc là trượt, tức là trượt lên quá đà hoặc là trượt về quá đà. Thì cái việc cái địa khớp nằm ở vị trí giữa xương thái dương và lôi câu xương hàm dưới, thì nó sẽ có những cái tức là có những chi tiết giải phẫu để giữ cố định, hoặc là để cho nó trượt qua trượt về mà nó không bị di lệch. Thì cái phần thứ nhất, cái giữ thứ nhất đó là các cái dây chằng. Thì các cái dây chằng của địa khớp thì có nó sẽ có trước và sau, nhưng mà hai cái lá sau của nó mới là quan trọng. Thì hai cái lá sau của nó sẽ có lá trên và lá dưới. Thì thường lá trên của nó sẽ là một cái lá đàn hồi, tức là khi mà khớp địa khớp trượt ra trước thì cái lá trên này nó sẽ kéo bị kéo giãn giống như cái dây thúng nữa. Còn cái lá dưới của nó thường là nó là sẽ là một cái lá sơ, thì cái lá sơ này là nó sẽ bám vào lôi câu của xương hàm dưới. Thì cái lá dưới thì nó sẽ có chức năng là giữ cho cái địa khớp, tức là trượt ra trước mà không trượt ra quá nhiều. Còn cái lá sau thì nó sẽ có cái chức năng chính, đó là khi mà các cái cơ phía trước trong cái trạng thái nghỉ, các cái cơ phía trước bắt đầu giãn ra, thì các cái khi lá sau này có nhiệm vụ là kéo về địa khớp quay trở về lại vị trí bình thường. Còn ở phía trước thì nó sẽ được cố định bởi cái cơ chỗ này. Thì các bạn có thể cái cơ chỗ này là cơ chân bướm ngoài. Thì cơ chân bướm ngoài này sẽ có một chi của nó là sẽ bám vào địa khớp, và sẽ có một chi còn lại là sẽ bám vào lôi câu. Thì khi mà cơ chân bướm co thì ông sẽ kéo cái lôi câu của xương hàm dưới và kéo cái địa khớp ra phía trước. Lá sau của địa khớp thì sẽ kéo giãn ra, còn lá trên của cái dây chằng sẽ kéo giãn ra, còn lá dưới nó sẽ có chức năng là giữ để không cho địa khớp di lệch quá nhiều. Và như vậy thì các bạn có thể thấy là khớp thái dương hàm thì nó sẽ là bao gồm một phức hợp bao gồm xương, cơ, địa khớp và dây chằng. Thì các bạn cũng đã có ở đây là năm 2 thì cũng đã học qua về nguyên lý của các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh rồi. Thì lúc nãy mình có nói thì là khớp thái dương hàm sẽ được khảo sát bởi các cái kỹ thuật là siêu âm, X quang, CT, cộng hưởng từ. Thì đầu tiên là đối với siêu âm, thì siêu âm các bạn có thể thấy cái gì khi mà siêu âm khớp thái dương hàm? Thì khi mà ở đây mình không có hình siêu âm nên mình sẽ nói cháy thôi. Khi mà các bạn đặt đầu dò siêu âm vô vị trí của khớp thái dương hàm, tức là ở phía trước của tai, thì cái đập vô đầu tiên các bạn sẽ thấy là các mô da và xung quanh của khớp thái dương hàm. Cái tiếp theo là các bạn sẽ thấy được là cái bao khớp thái dương hàm, và đi vào trong là sẽ thấy được cơ. Các bạn đợi một xí, mình mở cái hình siêu âm nói cho nó đỡ cháy.
Thực ra là đấy là một cái hình đồ văn giải cực thấp, sự thừa phải nói cực thấp luôn, nhưng mà để nói đợi cho thành khỏi đợi cháy thôi. Thì phía trước này thì các bạn sẽ thấy mô giá và nhựa giá, thì sau khi vô đây là các bạn sẽ thấy đây là cái phần của khớp. Thì khi các bạn nhìn vô phần của khớp, đầu tiên nó sẽ đánh giá được là bao khớp, thì bao khớp có dày là không. Cái tiếp theo là các bạn sẽ đánh giá được bề mặt của xương, mình sẽ nhắc lại là chỉ đánh giá được bề mặt của xương, còn xương và khí là gần như là kẻ thù của siêu âm, đúng chưa? Vì xương, bề mặt của xương rất là cứng, như vậy nó sẽ cản hết tất cả các cái tia siêu âm và gần hết tất cả, và như vậy phía sau là nó sẽ đen thui, mình thấy chi hết. Cho nên là mình chỉ thấy được bề mặt của xương là nó có đều hay là không. Cái thứ hai là mình sẽ thấy được có dịch khớp hay là không. Và cái thứ ba là mình sẽ đánh giá được địa khớp, nhưng mà chỉ đánh giá được một phần thôi, tức là lúc các bạn ngậm miệng hạ miệng là cái địa khớp nó bị tinh tiến về phía trước một xí là mình có thể thấy được, hoặc trong các cái trường hợp trật, tức là bình thường mình sẽ không thấy được hoàn toàn địa khớp, nhưng mà trong các cái trường hợp trật địa khớp ra trước chẳng hạn thì các bạn có thể thấy được hết cái thấy được hết cái địa khớp. Thì các bạn có thể thấy là siêu âm nó có thể đánh giá được một chút của xương, một chút của mô mềm, thì nó sẽ là kỹ thuật ban đầu để cho định hướng các cái kỹ thuật tiếp theo. Thì và đồng thời nó cũng là một cái kỹ thuật đóng vai trò bổ sung. Thì trong các cái trường hợp mà mình không chụp được cộng hưởng tư, cũng không chụp được cắt lớp vi tính, ví dụ như là trường hợp phụ nữ mang thai và có hội chứng sơ buông kín, thì trong trường hợp đó mình không thể thực hiện bất kỳ các kỹ thuật nào trong hai kỹ thuật trên, thì mình sẽ sử dụng siêu âm giống như là một cái kỹ thuật bổ sung và để chẩn đoán. Thì lúc đó mình cũng sẽ xem được là có bị viêm khớp thái dương hàm hay không, hoặc là trong trường hợp mình nghi ngờ trật khớp thì mình có thể xem được là có bị trật nặng hay là không. Đó là về siêu âm. Thứ hai là về X quang. Thì các bạn thì về X quang cũng như là về cắt lớp vi tính, thì ưu thế của X quang và cắt lớp vi tính sẽ là khảo sát xương và khớp, đúng không ạ? Thì trong trường hợp các bạn nghi ngờ những tổn thương ở xương, tức là bác sĩ lâm sàng đưa xuống bảo là tôi nghi ngờ cán đi nó bị thoái hóa chẳng hạn, hoặc là nghi ngờ có một cái tình trạng tiếu xương hay là đặc xương gì đó, thì cả X quang sẽ vậy là cắt lớp vi tính nó sẽ ưu thế hơn, tức là mình nhìn vào đây cái là mình sẽ thấy được bề mặt xương nó như thế nào, trong cái thành phần các cái thớ xương nó sẽ ra sao. Nhưng mà trên X quang mình sẽ thấy trên 2D và đồng thời là nó cũng trong hình, thế nên là mình sẽ đánh giá thông tin lâm sàng và mình đánh giá được sẽ là ít hơn, và nó đóng vai trò giống như là một kỹ thuật ban đầu để mình hướng đến các cái kỹ thuật khác, hoặc là vai trò trong kỹ thuật bổ sung, ví dụ như các bạn đã chụp cái phim nở trên cộng hưởng tư rồi và các bạn có nghi ngờ về xương, hoặc là xương nhưng mà chưa tức là chưa rõ lắm á, và nghi ngờ ở phần lồi cầu hoặc là ở cái phần trước phần sau gì đó của hố hàm chẳng hạn, thì bác sĩ lâm sàng có khi họ sẽ cho chỉ định thêm một cái phim X quang thay vì là một cái phim cắt lớp vi tính, vì là bệnh nhân sẽ nhiễm tia nhiều hơn, hoặc là trong bây giờ con bị ràng buộc bởi bảo hiểm hoặc là không thể chụp cắt lớp vi tính chẳng hạn, thì người ta sẽ bổ sung thêm một cái phim để đánh giá xương. Thì X quang thì 2D thì thông tin nó sẽ ít hơn so với cắt lớp vi tính. Thì ngoài ra cắt lớp vi tính, ngoài cái việc đánh giá xương và khớp, thì mình có thể đánh giá thêm được các cái một phần mô bên quanh khớp. Cái này không có cái mô ở thi nữa hết, không có mô ở mô lên hết. Thì có thể đánh giá được một phần mô bên quanh khớp. Nhưng mình nhìn nhắc lại là chỉ một phần thôi. Tức là nó chỉ đánh giá được cơ hoặc là có sự phù nề của các cái mô mềm quanh khớp, cho con cái việc địa khớp hay là các cái dây chằng thì cắt lớp vi tính rất là hạn chế. Thì như vậy lúc nãy giờ mình có nói là siêu âm thì cái này một ít, cái kia một ít, X quang và cắt lớp vi tính thì chủ yếu là xương và khớp. Vậy thì cộng hưởng tư nó sẽ ưu thế cho cái gì? Thì ưu thế của khớp thái, ưu thế của cộng hưởng tư trên khớp thái dương hàm nó cũng giống như ưu thế của cộng hưởng tư đối với tất cả các cơ quan khác, thì nó sẽ ưu thế trong đánh giá mô mềm, ưu thế trong đánh giá địa khớp, ưu thế trong đánh giá các cái dây chằng. Thì khi nhìn vào đây một cái là các bạn thấy rõ luôn, cơ thấy được các cái bó cơ rất là rõ ràng, địa khớp các bạn thấy địa khớp cái hình nơ ở đây giống như trên hình giải phẫu của mình lúc nãy mình để, có cả phần trước phần sau và phần trung tâm mỏng, có thể thấy dần giống như cái hình nơ, cái nơ ở đây. Và ngoài ra thì có thể thấy các dây chằng như là lá trước của dây chằng, lá trên của dây chằng, lá dưới của dây chằng, là mình có thể thấy rõ luôn. Ngoài ra có thể thấy được cái
mô mềm ở phía sau khớp, thì lúc nãy mình có quên cái phần giải phẫu, mình có quên nói về cái phần này. Thì đấy là cái phần gọi là mô mềm ở phía sau khớp, thì cái phần này là cực kỳ quan trọng đối với cái khớp thái dương hàm, tại vì nó chứa rất nhiều thần kinh và mạch máu, và đây cũng nói đúng thì nó cũng giống như là một cái cơ quan cấp máu cho hết cả cái vùng khớp thái dương hàm này, vậy đặc biệt là cái vùng địa khớp này, vì nó ngấm theo cơ chế thẩm thấu và bắt buộc cái vùng xung quanh nó phải giao mạch thì mới nuôi được cái phần địa khớp và cái phần bao khớp ở đây. Thì như vậy là tóm lại thì em trai sẽ có cái ưu thế gì, và thì em trai sẽ có ưu thế trong đánh giá mô mềm, đánh giá địa khớp, và nó sẽ khảo sát được một phần xương. Thế mình nhắc lại là nó chỉ là một phần xương thôi nhỉ, còn khi nhắc đến xương thì ưu thế của nó vẫn là cắt lớp vi tính. Và về ưu thế của các chuỗi xung hay là giải phẫu của khớp thái dương hàm trên cổng hướng tư thì mình sẽ đi vào một cá cụ thể. Em đã nói siêu nhân. Thì hình ở đây lúc này cô Vân đã mở cho các bạn xem về các cái chuỗi xung rồi. Thì đây là một cái hình chụp khớp thái dương hàm ở bệnh viện mình, và theo cái protocol cô Vân vừa mới nói cho các bạn, thì trên hình ảnh Sagittan thì ngoài cái việc mà để xét các cái chuỗi xung ở phía sau, tức là trên mặt phẳng ASEAN, mình xin lỗi khi mình nhầm, có nói mà nào không hiểu. Trên hình ảnh ASEAN thì các bạn qua cái việc sử dụng nó để xét các cái tức để xét các cái chuỗi xung sau, thì các bạn nhìn vô đây là có thể thấy được mối tương quan giữa khớp thái dương hàm với các cái cơ quan lân cận. Ngoài ra thì mình có thể khảo sát được thêm một vài phần về các cái cơ quan xa, ví dụ như ở cái vùng góc cầu tiểu não ở chỗ này, hoặc là các cái cơ hàm mặt ở đấy. Thì lúc này mình có cái mình chưa nói, đó là khớp mối liên quan giữa khớp thái dương hàm với các cái cơ quan khác. Thì khớp thái dương hàm nó sẽ nằm trong một mối liên quan với khớp cắn, tức là nó sẽ nằm liên quan với khớp cắn và các cái cơ. Thì khi mà tổn thương khớp thái dương hàm thì nó có thể dẫn tới tổn thương của các cái cơ nhai, các cái cơ nhai, các cơ vùng hàm mặt, và tổn thương khớp cắn, tức là nếu mà trong răng hàm mặt á, thì khi mà các bạn đi chỉnh nha, thì nếu như mà người ta kỹ càng, người ta sẽ kiểm tra khớp thái dương hàm trước cho các bạn, vì trong trường hợp mà khớp thái dương hàm bị thoái hóa hoặc là các bạn hay bị trật hay là bạn trật khớp thái dương hàm có hồi phục, thì những cái trường hợp mà không tạo ra triệu chứng nữa mà mình không biết trước, thì lúc mà mình chỉnh nha thì có thể là gây lên các cái khớp lệch, tức là sau một thời gian chỉnh mãi mà nó không tương khớp với nhau, tức là nó cứ bị lật lên lật xuống á. Thì nếu như mà kỹ thì họ sẽ kiểm tra cái khớp thái dương hàm trước cho các bạn. Đó về chuỗi xung ASEAN. Còn về tên chuỗi xung T2. T2 cái này chỉ có phát sát không? Được. Thì trên T2 phát sát các bạn nhìn vào đây, nhìn vô phần khớp thái dương hàm thì các bạn có thể thấy ít thấy rõ các cái chi tiết giải phẫu đúng không? Nhưng mà có một cái ưu thế trên chuỗi xung T2 đó là để khảo sát dịch. Như vậy trong cái trường hợp trong cái chuỗi xung T2 phát sát Sagittan này thì mình có thể khảo sát, ưu thế khảo sát có thể thấy dịch hay là không. Thì trong trường hợp bệnh nhân này thì các bạn có thể thấy giữa xương hàm đôi cầu xương hàm dưới ở đấy, và xương thái dương tức là hố hàm dưới của xương thái dương và mỏm cụ trước, thì có thể thấy có một cái lớp dịch giữa lôi cầu của xương hàm dưới lôi cầu của xương hàm dưới và hố hàm dưới của xương thái dương, thì có một cái lớp dịch. Thì dịch trên T2 sẽ tăng tín hiệu đúng không, các bạn nhìn thấy trắng xóa đây nè. Thì cái ưu điểm lớn nhất của cái chuỗi xung này đó là để xem dịch của khớp thái dương hàm. Tiếp theo là trên chuỗi xung T1 Sagittan thì nhìn vào cái là các bạn thấy đúng thiệt là T1 nó đen thui luôn. Nhìn không, cũng không rõ cơ, cũng không rõ địa khớp, cũng không rõ các cái dây chăng. Nhưng mà có một cái ưu điểm ở trên T1 hơn so với các cái chuỗi xung khác, đó là nhìn các cái chi tiết giải phẫu về liên quan đến xương nhiều hơn. Thì ở trên T1 các bạn có thể thấy được lôi cầu của xương hàm dưới là ở đây. Thì bình thường lôi cầu của xương hàm dưới đã lôi cầu mà, tức là nó phải tròn.
Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân này, các bạn có thể thấy cái bờ xương nó nham nhở này. Như vậy là nó có một cái tổn thương gì đó ở xương, mà thường nó sẽ là các cái tổn thương mai mòn hoặc là các cái thoái hóa dẫn đến là bờ xương hàm dưới nham nhở đây. Tiếp theo là về các cái súng PD Sagitan và PD Coronan. Thì trên protocol của trường mình thì các bạn phải đặc biệt lưu ý đó là súng PD, PD phát sát là chỗ súng quan trọng nhất. Thì cái nạn như mình giới thiệu, các bạn có thể thấy là T2 hay là T1 thì mình chỉ chụp chọn lọc một vài chỗ súng thôi, nhưng mà đối với PD thì mình gần như là mình chụp hết. Thì trên chỗ súng PD mình sẽ đánh giá rõ được các cái cấu trúc địa điểm với các cái dây chăng, tức là nó sẽ ưu thế trong khảo sát xương khớp. Các bạn để ý đi, ở bên chỗ khớp gối là khớp vai thì mình cũng đều ưu thế dùng chụp cho PD, dùng chỗ súng PD. Còn ở đối với các thai khớp thai dương hàm thì trên PD coronan mình sẽ thấy được cái gì? Thì đây là hình PD coronan của khớp thai dương hàm, thì các bạn có thể thấy được lôi cầu của xương hàm dưới gần như là nằm hoàn toàn trong hố hàm dưới của xương thái dương. Đây, thì trong trường hợp trật khớp thái dương hàm, nhưng mà bây giờ nó không trật tình tiến ra trước hay là trật tình tiến ra sau, mà trật tình tiến vào trong và ra ngoài, thì mình có thể thấy là lôi cầu này có thể đi ra ngoài viện một chút hoặc là đi vào trong một chút. Thì trong cái này của súng này nó ưu thế để mà đánh giá việc là trật tình tiến vào trong hay ra ngoài. Ngoài ra là nó còn để bổ sung cho các cái chuỗi súng khác, tức là khi mà mình nhìn một tổn thương thì khi thấy một tổn thương thì hầu như là phải thấy trên hai mặt phẳng thì mới chắc chắn là có sự hiện diện của tổn thương nữa. Còn không là các bạn phải xem lại xem nó thật sự là tổn thương hay không, hay là nó là ảnh giả của trên cái chuỗi súng mà các bạn đang xem. Cái tiếp theo là PD Sagittan. Thì bên PD Sagittan thì mình sẽ PD Fasa Sagittan thì mình sẽ chụp hạ miệng và ngầm miệng. Thì trên PD facet sagittan ở tư thế ngầm miệng thì các bạn có thể đánh giá được các cái chi tiết giải phẫu giống như trong cái hình lúc nãy mình mở cho các bạn vậy. Tức là sẽ thấy được lôi cầu của xương hàm dưới ở đây, đây là hố hàm dưới, đây là cụ trưởng. Thì đáng lẽ bình thường cái địa khớp nó sẽ nằm ở vị trí này. Tức là có một phương pháp để xác định được là ở tư thế ngầm miệng là địa khớp nó có nằm hoàn toàn, địa khớp với lôi cầu là nó có nằm đúng vị trí hay là không. Thì mình sẽ kẻ một cái đường, chắc là phải search một cái hình. Đây thì các bạn có thấy hình không? Thì ở đây các bạn có thể thấy được một cái hình của khớp thái dương hàm bình thường. Thì có thể thấy hố hàm dưới, cụ trưởng, lôi cầu và đây là địa khớp. Thì bình thường địa khớp nó sẽ nằm ở vị trí này, tức là giữa lôi cầu với sườn trước của hố hàm dưới. Thì mấy bạn có thể thấy là khi mà các bạn kẻ một cái đường thẳng qua mép sau của địa khớp và kẻ một cái đường thẳng, ví dụ như mình chia cái lôi cầu ở đây giống như một cái đồng hồ đó, mình kẻ một cái đường thẳng ở cái vị trí 12 giờ xuống đây và mình sẽ đo góc giữa cái đường thẳng đi qua mép sau của lôi cầu và đường thẳng qua vị trí 12 giờ, thì bình thường nó sẽ từ 10 đến âm 10 độ, tức là nó sẽ nằm trong bán kính này. Cái này có thể di lệch ra trước một xí, đi lệch ra sau một xí. Nhưng mà nếu như nó vượt qua khỏi cái vị trí, nó vượt qua khỏi cái cung này, tức là nó đã có bắt đầu có hiện tượng trật của địa khớp. Thì đấy là
một vài nghiên cứu khác thì nó sẽ có cái giới hạn nó rộng hơn, tức là nó sẽ giới hạn của nó là 30 độ, tức là mở ra một góc ở phía trước 30 độ, ở phía sau 30 độ, tức là góc 60 độ ở đây là cái địa khớp nó có thể di động một cách tự do ra trước hay là ra sau ở trong cái khoảng này thì nó cũng được gọi là bình thường. Thì cái việc các bạn chọn cái đồ nào là đồ bình thường thì cũng tùy thuộc vào lâm sàng và tùy thuộc vào kinh nghiệm của các bạn nữa. Tuy nhiên là đây là hai minh chứng cho cái gọi là nghiên cứu. Thì các bạn có thể dựa vô 10 độ hoặc là 30 độ ở đây thì cái này thường là bình thường, là các bác sĩ sẽ nắm rõ mấy cái này. Và tương ứng trên cái cá của mình thì các bạn thấy ở đây lôi câu của mình ở đấy và sườn trước của sườn sau của cái sườn trước của hố hàm thì mấy bạn thấy ở đây không có cái gì hết, mà thay vào đó là dưới này các bạn có thể thấy một cái cấu trúc hình nơ màu đen ở đấy không, đây cái cấu trúc hình nơ ở đây này. Thì cấu trúc hình nơ ở đây chính là địa khớp của mình, thấy chụp quá đẹp. Cái cấu trúc hình nơ ở đây chính là địa khớp của mình. Thì đây là một trường hợp trật khớp thái dương hàm. Thì bây giờ mình sẽ cho bệnh nhân chụp hạ miệng để xem là cái này là trật hồi phục hay là trật không hồi phục. Thì sau khi cho bệnh nhân chụp hạ miệng tối đa thì các bạn có thể thấy này, đây là lôi câu của xương hàm dưới, đây là hố hàm dưới của xương thái dương, còn đây là cổ trướng. Thì mấy bạn thấy cái địa khớp nó ngay từ nằm bay ra phía trước hơn đây, thì bây giờ sau khi hạ miệng một cái thì nó lại nằm ở giữa cụ khớp với là lôi câu của xương hàm dưới, thì như vậy là nó lại về lại vị trí bình thường. Và đây là một cái trường hợp mà bạn trật khớp, trật địa khớp có hồi phục. Thì lúc nãy mình thấy có một cái slide là cố vấn có để cho các bạn đây. Thì đây là một cái trường hợp các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, đây là địa khớp bình thường. Để em zoom lên coi nào. Đây là trường hợp địa khớp bình thường, thì lúc ngậm miếng khớp địa khớp sẽ nằm giữa lôi câu của xương hàm dưới và nằm giữa sườn trước của hố hàm. Đây, nó sẽ nằm ở đây. Còn khi mà mình hạ miệng thì khi cơ kéo thì sẽ tinh tiến hết mọi thứ về phía trước. Sau đó là lôi câu nó sẽ nằm ở đây, đây là cụ trước của xương thái dương, và địa khớp nó sẽ nằm vào giữa cụ trước và lôi câu. Đây, nó sẽ từ cái vị trí này nó bay ra trước đây, từ đây nó chạy ra trước. Còn trong cái trường hợp đấy là trật địa khớp còn hồi phục, tức là một cái trường hợp trật khớp không hoàn toàn ấy, thì các bạn có thể thấy đây, chứ mình kể cái đường mà lúc nãy mình vừa mới giới thiệu cho các bạn ấy, thì một cái đường nó đi qua nó vuông góc với B6 của địa khớp, và một cái đường qua vị trí 12 giờ, thì cái đường ước lượng ở đấy của mình chỉ là ước lượng thôi, là nó cũng đã gần như là 60 độ rồi, thì có nhận là thì các bạn có thể thấy là nó đã trật địa khớp ra khỏi vị trí bình thường. Và tuy nhiên là khi bệnh nhân mà hạ miệng tối đa, hạ miệng một cái thì địa khớp nó lại chui trở lại về vị trí bình thường, nằm giữa cụ khớp và lôi câu của xương hàm dưới ở đây. Thì trường hợp này gọi là di lệch địa khớp còn hồi phục, tức là ngậm miếng thì nó đi ra khỏi vị trí, nhưng mà khi hạ miếng thì nó lại quay trở về với chức năng bình thường của mình. Còn trong trường hợp mà di lệch địa khớp không hồi phục thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, tức là khi mà các ở đây trong trường hợp này các bạn kể một cái kẻ hai cái đường mình vừa mới hướng dẫn lúc nãy á, là cũng đã thấy là địa khớp nó đi ra khỏi cái vị trí bình thường rồi. Còn và trong cái trường hợp khi bệnh nhân hạ miệng thì cái địa khớp á, nó không chạy về lại được vị trí bình thường, nằm ở giữa cụ khớp với là lôi câu của xương hàm dưới, mà nó lại bị kẹt về ở phía trước. Thì đây là trường hợp di lệch địa khớp không hồi phục. Thì đây trong cái của mình á, thì ngậm miếng bay ra phía trước, hạ miếng trở về lại bình thường. Thì đây đến một cái hình trở về lại bình thường đấy, các bạn có thể thấy rõ ràng các cái chi tiết giải phẫu luôn. Mấy cái xương thế này mình đã giới thiệu rồi, thì cái này là địa khớp, thì cái này sẽ là lá trên của dây chằng, cái này là lá dưới của dây chằng, và đây là cái phần mềm ở phía sau của khớp, có thể thấy được rõ ràng luôn. Như vậy thì trong trường hợp bệnh nhân này thì mình sẽ chẩn đoán một cái
di lệch địa khớp, di lệch của địa khớp còn hồi phục trên một cái thoái hóa khớp. Tức là vì sao mình nói thoái hóa khớp, tức là này các bạn có thể thấy xương đã bị xương của chỏm lôi câu là bị mai mòn rất là nhiều. Tức, các bạn có thể nhắm nhở ở đây, thứ hai là có dịch ở khớp. Rồi cái phần giới thiệu của mình cho các bạn sơ sơ nữa thôi. Có bạn nào có